Có lẽ là trong lòng mỗi chúng ta, khi nói về quê hương, thì hầu như mỗi người chúng ta đều đau cả. Quý vị ơi, Thu Sương một năm mới trở lại đây một lần. Thu Sương xin quý vị tạm gác lại những câu chuyện riêng tư của mình để cho Thu Sương được dành trọn cái đêm nay với quý vị. Thu Sương rất muốn cái sự đồng cảm của quý vị với Thu Sương, một người nghệ sĩ, một cái trái tim rất nhỏ bé của quý vị và rất dễ xúc cảm. Xin quý vị hãy đồng cảm với Thu Sương, chúng ta tạm gác bỏ những câu chuyện riêng tư để chia sẻ với quê nhà. Chúng ta chuyển lửa là vì sao thưa quý vị? Chúng ta đang chuyển những cái yêu thương của chúng ta về quê hương, về đất nước, về con người Việt Nam. Thu Sương có mặt ở đây ngày hôm nay là vì như thế thưa quý vị. Vì thế, xin quý vị hãy thương Thu Sương, một người nghệ sĩ rất nhỏ bé, rất yếu đuối, không làm được những chuyện lớn. Thu Sương chỉ có thể làm được những chuyện nhỏ nhất. Xin quý vị đồng hành với Thu Sương và chia sẻ với Thu Sương trọn đến nay được không quý vị? Sáng tác của nhạc sĩ Đình Đại. Ca khúc này, khi mà vấn nạn của Phò Cô Sa xảy ra, chúng ta thấy có biết bao nhiêu người ngư dân đã phải chết, biết bao nhiêu người ngư dân đã phải bỏ cái nghề của ông cha mình từ đời này đến đời nọ để phải bỏ cái mảnh đất đó đi và không biết đi về đâu và sống như thế nào. Nhạc sĩ Đình Đại đã cảm tán sâu nỗi đau đó qua tác phẩm này và đã đeo lên một câu hỏi. Một câu hỏi này không chỉ dành riêng cho nhà cầm quyền cộng sản thưa quý vị, mà câu hỏi này sẽ đặt luôn cho cả chính mỗi người trong chúng ta, để chúng ta phải hiểu và chúng ta quan tâm đến đất nước và quê hương của mình. Quý vị có đồng ý với Thu Sương không ạ? Cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, sau đây là ca khúc Ai Đang Giết Dân Thôi của nhạc sĩ Đình Đại. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
subscribe.